Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về luật phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước năm 2024 cho hơn 130 đại biểu là lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai trình bày các nội dung về luật phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và xây dựng. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.